này là Bình Đông Việt Nam, Bình Đông Cà Mau Việt Nam. Đây là Khánh Bình Đông. Khánh Bình Đông Cà Mau Việt Nam. Chạy lên nổi không? Nam Vang nhưng mà không phải của ổng là của đại lý cấp dưới rồi. Nếu mà gom lại rồi nó mới đem ra tới ổng. Thuộc hệ thôi. Xin mấy thùng mì vô cũng hiệu quả vậy. Mì gói là tiện nhất với cái đồ hộp á. Ăn ở đâu chỗ nào mở lên cái hâm cái là ăn liền. Không cần phải nấu gì hết trơn. Đồ hộp. Bây giờ trong đó nó có con Nhuyễn là con Triệu là giờ cử nó là ủy viên ẩm thực rồi đó. Rồi. Gì đâu có. Nó mai nó bứt cái rồi em bỏ vô bứt mà cái lá mộc tơi đó bỏ vô ăn cái mì là được rồi. Mì này mà ai có tôm mà sổ vô mớ tôm nữa bỏ vô là dư ý luôn, bỏ tô khoảng 2 con tôm thôi. Đây có rau đầy đủ hết à, chỉ hái rau vô xà lách đồ tôi bỏ vô. Rau vô bự ha. Bể xô mà cũng đâm ghê ha. Đâm chiều chiều là nó đi đâm lên nữa, tạnh tạnh nó đi tới. Còn á, tại vì trời mưa ba mẹ nó không cho tới. Con gì đó hồi nãy nó điện thoại từ lưa thôi, nó kêu trời mưa quá. Diễn là nó đi ra đường toàn. Ủy viên bên đó nè. Ủy viên bên thăm viếng nè. Thì thầy đó có được cái lớp thứ nhì rồi là chưa đông lắm mà giờ nó tới rồi nó ấy nó ra sao đó, nó sinh hoạt nó chơi đó rồi nó từ từ quen à, không mê à cái khu đất làm sao đó. Đồng cây này khác rồi lên rồi ông ơi ra đó sinh hoạt sao nó xuống. Hồi xưa là tại ở nhà của ở nhà bác Út, nhiều khi mấy đứa nhỏ nó tới nó phá rồi ông la đó đó. Thì nhiều mà, thứ gì cũng có ha. Chỗ này là trồng rau cải ăn mệt nghỉ luôn à. Chỗ có chỗ bình chỗ đó mà trồng sao. Chỗ này là thứ gì trồng cũng được á. Chỗ này là Ngũ Minh rồi. Là trồng thứ gì cũng được ha. Tắm bên kia Vũ. Rồi. Xin lỗi. Đẹp lắm. Ô, sóng quay phim luôn.
how you get around, you know. You gotta watch, there's only one way. The road too small. Watch, nobody coming this way. Mở mà mở 30 kg xuống.